con quái vật này là bản sao của Godzilla, bởi lý do nào đó tác động đã khiến nó nổi điên, ra sức tàn phá và diệt hại con người một cách dã man. Vào một đêm mưa gió, một vài thôn dân của ngôi làng Buenkan đang bắt ếch bên bờ sông. Gần đó có một quả trứng to bất thường va phải ánh mắt của họ. Khi họ lại gần hơn để quan sát thì quả trứng đột nhiên lắc lư. Cũng trong lúc đó, một con quái vật có phần lưng gai góc bơi lội tiếp cận con người. Nó bước ra khỏi mặt nước để lộ một thân hình to lớn, bước từng bước lại gần khiến thôn dân sợ hết cả hồn. Khi cảnh sát di chuyển đến hiện trường, nơi đó chỉ còn lại một người duy nhất may mắn còn sống sót, đang hôn mê bất tỉnh với một vài thi thể thảm thương. Dưới đất vương một tấm lưới đánh cá dính đầy chất nhầy, quả trứng bất thường kia cũng biến mất. Cảnh sát không thể phát hiện ra chất nhầy đó đến từ đâu. Ở một diễn biến khác, cô bé may dạo chơi ven hồ lại vô tình phát hiện ra quả trứng đó. Cô bé cảm thấy tò mò nên đã mang quả trứng về nhà và khoe với anh trai tên Ken, ổng còn ngỡ ngàng luôn cơ mà. Chị gái Lin thấy may tha của lạ về thì yêu cầu cô trả nó về chỗ cũ, ai mà biết bên trong quả trứng này chứa những gì. May ngang tàng không coi trọng lời chị mà ôm quả trứng đó chạy thật xa. Khi cô bé đặt nó cố định ở bên hồ thì lại nghe thấy tiếng tim đập bên trong quả trứng. May đặt hai tay lên rồi nhắm mắt lại cảm nhận, tuy vậy cô bé lại không nhận thấy điều bất thường trong hồ. Khi Ken và Lin tìm đến bên bờ hồ chỉ thấy chiếc giày của May đang trôi lơ lửng trên mặt nước. Ken lập tức nhảy xuống hồ để tìm người, nào ngờ lúc này quái vật lại xuất hiện. Ken dùng hết sức bình sinh chạy lên bờ, chơi đuổi bắt vui quá, thời khắc cá sấu lên bờ săn mồi. Người dân còng lưng ra làm lụng cũng vô duyên vô cớ bị quái vật đánh bay. Nhất thời số người bị thương nhiều không đếm xuể. Quái vật nhìn về phía Linh gào thét sau đó đuổi sát sao hai chị em họ. Chớp mắt thì sương mù khắp nơi, trời còn đánh sấm sét, hai chị em Linh trốn bên trong ruộng không dám lên tiếng. Âm thanh của quái vật lại ngày một gần hơn, hai người đành phải tiếp tục chạy về phía trước. Không lường trước con quái vật bắn ra chất nhầy dính đầy lên phần vai của Ken. Quái vật phía sau lại đang cắn xé những người dân vô tội khác. Hai chị em Linh nhân cơ hội để bỏ chạy, họ tạt đầu một chiếc xe trên đường rồi tăng tốc đến bệnh viện. Trong lúc này, quái vật lại chạy về hướng đỉnh núi. Nó đứng ở nơi cao nhất có thể nhìn thấy cả thành phố, để tìm kiếm bóng dáng của hai nhân vật chính. Lúc này Ken đã được đưa vào bệnh viện. Các hộ lý cũng giúp Linh gọi điện thoại báo cảnh sát. Nữ cảnh sát vừa nghe tình tiết vụ án thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cô lập tức báo cáo chuyện này với đồn trưởng. Cảnh sát lập tức cử người đến bệnh viện để xác nhận lại lời khai. Họ càng nghe thì trái tim càng thấp thỏm, bởi không có ai biết quái vật kia đến từ đâu. Không những thế, họ cũng không biết mình sắp phải đối mặt với một mối nguy còn lớn hơn. Trong một bốt điện thoại công cộng cách thành phố vài km, có một chàng trai đang gọi điện. Nào ngờ lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng quái vật. Tiếp sau đó, có một móng vuốt cực lớn vỗ lên mặt kính. Thông tin quái vật gây chuyện ở gần trung tâm đã được truyền đi khắp thành phố. Tất cả cảnh sát đều nghe tin tức và tập hợp ở vị trí xảy ra chuyện. Chàng trai hôm qua gọi điện ở bốt điện thoại công cộng đã gặp nạn. Những người dân xung quanh cũng bị tập kích không ít. Lúc đó có rất nhiều người dân chứng kiến hành động của quái vật. Họ đều nói cơ thể quái vật trông như cá nhưng nó lại có thể bước đi như người. Ở hiện trường cũng lưu lại dấu chân khổng lồ của nó, vết cắn trên các thi thể còn thảm thương hơn. Sau khi cảnh sát kiểm tra hiện trường xong, James và đồng nghiệp đến một quán ăn gần đó để ăn trưa và thảo luận về chuyện quái vật. Mà lúc này quái vật vẫn đi công kích khắp nơi khiến nhiều người dân vô tội phải bỏ mạng. Tình huống đã ngày càng nguy cấp, cục trưởng tập trung mọi lực lượng cho vụ án lần này. Thông qua những vụ tập kích gần đây, cảnh sát phát hiện ra số quái vật nhiều hơn một. Dấu chân để lại trong các vụ án lại có kích thước khác nhau. Họ buộc nghiên cứu dòng chảy của sông để xác định vị trí con mồi bị kéo xuống sông. Dựa vào những nơi có dòng chảy, cảnh sát đã có thể suy đoán ra vị trí hành động tiếp theo của quái vật. Cảnh sát trưởng khoanh vùng hai vị trí, sau đó yêu cầu mọi người phải tuần tra thường xuyên và giữ liên lạc với nhau. Đích thân ông cũng di chuyển về khu vực đã khoanh vùng. Sau đó sắp xếp để người dân gần đó tự giác đi tìm quái vật, họ chuẩn bị ra tay để tiêu diệt nó trong một lần. Ở một diễn biến khác, Ken đã tỉnh lại trong bệnh viện. Cậu đột nhiên phát hiện ra cơ thể của mình có gì đó đang thay đổi, dường như bản thân anh có thể kết nối với quái vật. Do cổ họng của Ken bị thương nên anh phải viết ra giấy rồi đưa cho Lin xem. Hai người lập tức rời khỏi bệnh viện rồi đến tìm cảnh sát trưởng để báo cáo. Đối phương yêu cầu Ken đi trước để dẫn đường. Quả thật là Ken có thể cảm ứng được sự tồn tại của quái vật, đến cả quái vật đang ở gần đó cũng có cảm giác như anh. Nó tức giận phát ra một tiếng kêu gào. Cuối cùng thì Ken cũng xác nhận được vị trí chính xác và chỉ tay về phía nhà kho. Mọi người lập tức ném một quả bom tự chế vào bên trong. Khi tiếng bom nổ vang lên thì quái vật cũng xông ra ngoài, nó kêu gào thảm thiết chói tai. Nó bị ảnh hưởng bởi quả bom nên đã xông ra ngoài tập kích con người. Nhưng sau vụ nổ vừa rồi thì quái vật cũng đã bị thương nên sức chiến đấu của nó cũng đã giảm sút. Cảnh sát trưởng dẫn người vây quanh đối phương, họ dùng lưới đánh cá và bắt được nó. Tuy nhiên tình hình của Ken lại diễn biến xấu đi, không ngờ chất nhầy đó lại khiến anh cảm nhận được nỗi đau của quái vật.
Lin đành phải xông vào đám đông để yêu cầu mọi người dừng tay lại, nếu họ lấy mạng quái vật thì Kang cũng ra đi theo nó. Như vậy họ sẽ không thể tìm ra đồng bọn của nó. Cảnh sát trưởng miễn cưỡng nhốt quái vật lại, hành động này của cảnh sát khiến người dân bất mãn. Mọi người đều có ý muốn lấy mạng quái vật để trả thù cho những người vô tội. Lin đứng chặn trước lồng và không để người dân lại gần đó, cô phải bảo vệ được em trai của mình. Cũng trong lúc đó, trong lúc hai cảnh sát đi tuần tra đã phát hiện dấu chân của quái vật. Tiếp sau đó, họ lại nhìn thấy quả trứng và cả cô bé may vốn đã mất tích từ lâu. Khi James nghe thấy tin tức thì liền xuống xe kiểm tra. Trước khi đi anh còn dặn dò con gái mình phải ở yên trên xe. Anh muốn hỏi May xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương im dù không cậy miệng. James đành phải lấy lại quả trứng rồi đặt nó vào xe, và đưa cả May rời khỏi chỗ này. Ai ngờ quả trứng kia lại bắt đầu lắc lư. Sau đó quái vật khổng lồ cũng xuất hiện, gộp tất cả cảnh sát ở đó lại cũng không lớn bằng đầu quái vật. James nghe tiếng lập tức mở cửa xuống xe, tiếc là đồng nghiệp của anh đã bị hại hết cả. Ở đó chỉ còn lại một mình Ness là may mắn sống sót, hai người trốn sau xe không dám tự ý hành động. Lúc này quái vật di chuyển về phía chiếc xe có chứa quả trứng, nó tiến sát về phía con gái James qua cánh cửa xe. Khi cô tính hét lớn thì lại bị May bịt kín miệng, James thấy tình hình không ổn lập tức dùng bộ đàm, để cảnh cáo con gái đừng tự ý xuống xe. Lúc này quái vật đi đi lại lại xung quanh xe, dường như nó đang cố tìm ra vị trí thuận lợi để ra tay. Bên trong quả trứng ngày càng lắc lư nhiều hơn. May đặt tay quả trứng rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó, không ngờ đối phương lại bình tĩnh lại. Vì muốn cứu con gái, James đã nổ súng liên tục về phía quái vật để thu hút sự chú ý. Nào ngờ anh lại bất cẩn để rơi súng vào hồ nước. Sau khi Ness nhìn thấy thì vội vàng lấy bình oxy ra, dùng hết sức ném nó xuống chân quái vật. Anh nhắm chuẩn vào van rồi nổ súng khiến bình oxy nổ tung. Thế nhưng quái vật lại chẳng có chút xi nhê. Ness lại kéo ra một bình oxy nữa để cho nổ như ban nãy. Tuy vậy lúc này quái vật đã ở ngay trước mắt, anh đành đưa hai tay đầu hàng rồi lùi vào trong xe. Cũng may là quái vật không có ý định gây chiến, nó chỉ muốn lấy lại con yêu của mình. Quái vật đưa móng vuốt kéo văng cửa xe, định ôm lấy trứng bỏ đi. Nào ngờ con gái James lại không muốn sống mà nhảy ra khỏi xe, kết quả chạm mặt với quái vật và bị đối phương đưa móng vuốt tóm lấy. James nhanh chóng bò lên khỏi mặt nước, anh nhắm vào van bình oxy rồi nổ súng, cú nổ làm quái vật giật mình, móng vuốt của nó vô tình làm con gái anh bị thương. Quái vật cảm ứng được con của mình bị bắt, nó lập tức đi khỏi nơi này và xông vào rừng sâu. James ôm cổ con gái bị thương nặng lên xe, và thông báo cho cục trưởng nhanh chóng sơ tán người dân. Quái vật đang di chuyển về phía trung tâm thành phố. Con gái của James bị thương quá nặng nên đã qua đời ngay trên xe cấp cứu. James bị nỗi đau mất con nhấn chìm. Cũng trong lúc đó, quái vật đã men theo tiếng kêu gào thét của con để đến trung tâm thành phố. Đám đông đang được sơ tán nghe thấy tiếng gào thét, thì họ mới phát giác ra nguy hiểm đang cận kề. Người dân vội vàng bỏ chạy. Người bố mất con là James cũng chạy đến nơi, anh ôm một đứa trẻ đi lạc trong đám đông rồi bỏ chạy thục mạng. Cả con phố đó loạn hết cả lên, mỗi người đều chạy mà chẳng có mục đích hay là điểm đến. Có một người qua đường, từng là nhà nghiên cứu sinh vật phát hiện ra quái vật không định công kích con người, anh ta lập tức chạy đến tìm cảnh sát trưởng để thông báo chuyện này, giải thích với ông rằng quái vật không định làm hại con người. Nguyên nhân khiến nó xuất hiện ở đây là vì nó muốn cứu đứa con đã bị bắt đi. Cảnh sát trưởng nghe xong thì lập tức thông báo với cảnh sát đang canh giữ quái vật. Lúc này Kang cũng cảm nhận được suy nghĩ của quái vật, anh không ngồi lên xe buýt chạy trốn cùng Lin, mà lại quay lưng đi về phía chiếc xe đang giam giữ quái vật. Lin thấy thế thì lập tức đuổi theo. Kang ôm lấy chị gái để chào tạm biệt, rồi bước về phía chiếc xe đang nhốt quái vật đằng kia. Lin hiểu rằng trong lòng em trai đã quyết định, như vậy nên cô đành ngồi lên xe buýt rồi đi một mình. Kang ngồi lên xe nổ máy lái chiếc xe nhốt quái vật này, đi khỏi khu vực trung tâm thành phố đông người. Con quái vật khổng lồ kia cũng đánh hơi được mùi và theo sát đằng sau xe. Kang lái xe về phía bên hồ. Trong ngày hôm đó, quái vật đã đưa con của mình rời khỏi đó, cả Kang cũng biến mất không rõ tung tích. Phóng viên và ký giả khắp các thành phố khác kéo nhau đến Buencan để hỏi thăm về chuyện quái vật tấn công loài người. Cục trưởng muốn chuyện này lắng xuống, ông đã nói những video trên mạng đều bị photoshop. Tỉnh Buencan không hề có quái vật. Họ không muốn có thêm phiền phức nên đã yêu cầu mọi người giữ bí mật về chuyện này. James thất vọng vô cùng. Anh đau lòng vì sự ra đi của con gái nên một lòng muốn báo thù cho cô. James xin nghỉ việc ở đồn cảnh sát để một mình đi điều tra thông tin về quái vật. Lúc này Lin và May đã gặp lại nhau. Người dân ở đây cũng lần lượt quay về nhà của mình. Dù thế nào thì họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Tất cả mọi người đều muốn quên đi những ký ức đáng sợ kia. Chớp mắt thời gian đã qua 5 năm, chỉ có một mình James còn đang âm thầm điều tra về chuyện năm xưa. Anh vẫn luôn âm thầm quan sát May trong bóng tối. Bây giờ đối phương đã lớn lên thành một thiếu nữ rồi. Ngoài mặt trông cô bé chỉ như một học sinh cấp 2 bình thường. Mỗi ngày cô đều đi học và tan làm đúng giờ, hình như trong cô cũng chẳng có chút gì kỳ lạ. Nhưng trực giác của James vẫn mắc bảo anh rằng cô bé có gì đó không đơn giản, anh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.
Cho đến một buổi tối nào đó, James tận mắt thấy May đứng bên bờ hồ một mình. Cô bé đang đút cho quái vật một con dê rừng, không ngờ là cô bé này chẳng có chút sợ hãi nào. James ép May phải gọi quái vật xuất hiện nhằm báo thù rửa hận cho con gái mình. Nào ngờ chỉ một giây sau, anh đã bị quái vật xô ngã. James lập tức ném đạn pháo về phía quái vật. Quái vật bị đau nên đã hất anh ra. May bảo quái vật hãy quay về hồ. Khi quái vật đã dần đi xa thì James lại ấn nút khởi động, khiến chiếc xe hơi được lắp sẵn bom của anh nổ tung. Cú nổ lớn đã khiến quái vật nhỏ ngã quỵ. James rút súng ra rồi lại gần đối phương. Lúc này May lại xông đến chắn trước người quái vật nhỏ, sau đó mẹ của nó cũng bước đến gần. Khi James nhìn vào mắt của May thì lại có chút do dự, nếu bây giờ anh lấy mạng con của quái vật, vậy thì anh cũng có khác gì quái vật đâu chứ. Sự kiên trì trong 5 năm qua đã tan biến trong chốc lát, nếu như đối phương đã không còn hại người nữa. Vậy thì anh cũng không muốn gây thêm một cuộc chiến khác. Oan oan tương báo đến bao giờ, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện tại đây rồi. James xoay người đi về phía bờ sông, anh cầm súng lên rồi ngắm vào dưới cằm mình. Nhưng lúc này anh đột nhiên nhớ đến con gái của mình. James nghĩ có lẽ con gái cũng không muốn có một người trẻ yếu đuối như thế. Cuối cùng James từ bỏ ý định tự vẫn, mà đi tìm một nơi để khiến trái tim bình tĩnh lại. The Lake tới đây xin được khép lại. Qua đó cho thấy nội dung tác giả gửi tới, điều ta thấy chưa chắc đã là sự thật, không phải ai cũng xấu xa như tưởng tượng. Quái vật tấn công cũng phải có chủ đích, nó duy thuộc bản năng như người. Giống như bao người mẹ khác, nó đơn thuần muốn bảo vệ sinh linh trong bụng. Tình cảm thiêng liêng của nó tỏ rõ, vì muốn giành lại con mà chống trả, liều lĩnh xông vào súng và bom đạn. Cảm động lắm phải không? Các bạn thấy bộ phim thế nào thì cho mình xin bình luận nhé. Cảm ơn vì đã xem.